Ronaldo và 5 cầu thủ từng bật khóc nức nở tại các kỳ Euro. Trong lịch sử Euro luôn có những khoảnh khắc đáng nhớ mỗi khi đội bóng nào đó giành được vinh quang, song cũng chứng kiến nhiều ngôi sao nổi tiếng rơi nước mắt sau những thất bại tại giải đấu này. Thất bại trong loạt sút luân lưu hoặc trong một trận đấu loại trực tiếp thường đủ để khiến một cầu thủ phải rơi nước mắt, và điều này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử của Euro. Stuart Pearce, Anh, Euro 1996. Stuart Pearce thừa nhận mình đã khóc hết nước mắt sau thất bại trong loạt sút luân lưu của đội tuyển Anh tại World Cup 1990 và Euro 1996. Chứng kiến Anh bị đánh bại trên sân nhà, Pearce cho biết bản thân không thể nguôi ngoai sau khi Gareth Southgate sút hỏng quả đá phạt đền quyết định. Anh đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trên xe buýt khi về nhà sau trận đấu và không bao giờ chơi cho đất nước của mình nữa. Francesco Totti, Ý, Euro 2000. Tiền đạo người Ý, Francesco Totti đã rơi nước mắt sau thất bại của đội tuyển Ý trước Pháp trong trận chung kết Euro 2000. Totti đã gây chấn động trong toàn bộ giải đấu, khi anh thậm chí đã thực hiện một quả phạt đền theo phong cách Panenka trong chiến thắng của Italia trước Hà Lan trong loạt sút luân lưu ở trận bán kết. Tiền đạo này cũng đã thể hiện một màn trình diễn xuất sắc khác trong trận chung kết, nhưng phải chịu một cú sốc lớn khi bàn thắng vàng của David Trezeguet đã khiến Ý thua cuộc và phải trở thành kẻ về nhì một cách cay đắng. Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha, Euro 2004. Khi Bồ Đào Nha thua trận chung kết Euro 2004 trước nhà vô địch Hy Lạp, chàng trai trẻ Cristiano Ronaldo đã bật khóc nức nở trên sân. Cậu thiếu niên Ronaldo khi ấy đã trở thành ngôi sao trên đấu trường quốc tế với màn trình diễn chói sáng của mình tại giải đấu. Tuy nhiên, Ronaldo không phải kẻ sắt đá. Anh đã bật khóc nức nở khi chứng kiến đội nhà thua cuộc trong trận chung kết quan trọng. Hình ảnh của Ronaldo với gương mặt đỏ hoe và nước mắt rơi không ngừng là điều khiến người ta xúc động nhất, đánh dấu sự kết thúc một vòng chung kết Euro đầy hấp dẫn, kịch tính và bất ngờ, nhưng lại quá đau lòng đối với người Bồ Đào Nha. Mario Balotelli, Ý, Euro 2012. Super Mario đã thi đấu xuất sắc tại Euro 2012 và anh đã tạo ra một trong những bàn thắng và pha ăn mừng mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử Euro khi Italia đối đầu với Đức trong trận bán kết. Tuy nhiên, Italia đã gặp thất bại 0-4 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết và Balotelli đã không kìm được nước mắt sau thất bại của đội tuyển quốc gia. Camera đã bắt gặp những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh khi anh đứng trên sân với chiếc huy chương Á quân treo trên cổ. Christophe Rellet, Pháp, Euro 2016. Đội tuyển chủ nhà Pháp được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết Euro 2016. Nhưng bàn thắng muộn của Eder đã đảm bảo chiến thắng cho Bồ Đào Nha, tạo ra một kết quả đáng nhớ và khiến Christophe Rellet khóc như một đứa trẻ. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, Noël Legret, đã tiết lộ rằng Patrice Evra, Blaise Matuidi và Olivier Giroud cũng cảm thấy rất khó chịu với kết quả này. Bukayo Saka, Anh, Euro 2020. Trong trận chung kết Euro 2020, Bukayo Saka đã đá hỏng quả đá phạt đền quyết định, khiến tuyển Anh thất bại trước Italia trong loạt sút luân lưu. Sau khi bỏ lỡ cơ hội quan trọng này, cầu thủ Arsenal đã không kìm được nước mắt. Trên sân, anh đã nhận được sự an ủi từ huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate cùng với một số đồng đội khác, những người đứng bên cạnh để động viên cầu thủ trẻ trong khoảnh khắc khó khăn đó.